mọi người, mình là Thương Bình từ blog Journey Travel VN. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chuỗi chào mặt trời đơn giản dành cho những người mới bắt đầu tập yoga. Chuỗi động tác chào mặt trời này gồm có ba động tác chính là động tác Cobra phản hổ mang, động tác Downward Facing Dog chảo úp mặt và động tác vươn vai lâu lưng. Nếu mà bạn chưa từng biết qua những động tác này thì hãy xem qua các video khác của mình ở bên dưới. Mình có hướng dẫn chi tiết các tập, các động tác và các lỗi thường gặp khi thực hiện động tác này. Nếu mà bạn đã biết qua những động tác này rồi thì chạy thẳng ra và bắt đầu thôi. Để bắt đầu, bạn đứng lên đầu thảm trong tư thế trái núi, hai chân khép lại, hai tay mở bên cạnh người, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng vươn hai tay lên trời rướn cao người lên, hít sâu, thở ra rạp về phía trước, hai tay chống xuống sàn. Bạn có thể khuỵu đầu gối, thả lỏng vai đầu ra một chút, nhẹ nhàng hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song với mặt đất, và thở ra rạp xuống sàn. Hai tay bạn bám xuống mặt thảm, rút nhẹ chân phải ra sau, chống mũi chân phải, nhón các đầu ngón tay và ngẩng mặt nhìn về phía trước. Nhẹ nhàng hạ đầu gối sau, úp bàn chân sau xuống sàn, cố gắng giữ đầu gối trước, không vượt quá cổ chân. Đặt hai tay lên đầu gối trước và từ từ đẩy người bạn ra sau. Hướng mắt nhìn bạn nhìn thẳng về trước. Bạn có thể giữ ở đây, hoặc nếu được, hãy vươn thẳng hai tay lên trời, hít vào. Và thở ra, nhẹ nhàng hạ hai tay xuống sàn. Hai bàn tay bạn bám xuống thảm, mũi chân sau nhón, đầu gối sau nâng lên, chân trước bước ra sau, đẩy mông cao lên trời trong động tác chỗ úp mặt. Hít vào, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm xuống sàn. Chống hai tay cạnh lồng ngực, vươn lên trong động tác Cobra. Nhón mũi chân, đẩy mông cao lên trời trong động tác Down Dog. Lắc nhẹ hông trong động tác Down Dog. Đá chân phải cao lên trời, bước dài chân phải lên giữa hai tay. Nếu bạn chưa bước được chân cao lên giữa hai tay thì hãy dùng tay phải để kéo chân của bạn lên đầu thảm, làm cho đầu gối và mắt cá chân của bạn vuông góc nhau. Ngẩng mặt nhìn về trước, hạ đầu gối sau, úp chân sau dưới sàn, rồi từ từ đưa hai tay lên đầu gối phía trước, đẩy người ra sau. Hít vào, mở rộng lồng ngực, vươn hai tay lên trời. Ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp hai tay xuống chân, nhón mũi chân, nâng đầu gối sau, bước chân trước ra sau, đẩy hông ra sau, Down Dog. Chậm chậm vươn về trước, siết bụng, rạp dài người xuống, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm. Cuộn lồng ngực lên trong động tác rắn hổ mang. Nhón mũi chân và đẩy dài người ra sau, động tác chỗ úp mặt trở lại. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía trước, bước hai chân lên đầu thảm, rạp dài người xuống và thở ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, vươn thẳng hai tay lên trời, rún dài người lên luôn. Thở ra, hạ hai tay bạn xuống trước lồng ngực trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ tập lại chuỗi này nữa cho bàn chân phía bên trái. Di chuyển lên đầu thảm, mũi chân khép, gót chân hơi mở, tay mở rộng ra. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống bên cạnh chân. Hít vào, khuỵu nhẹ hai đầu gối, lỏng vai ra và từ từ ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Bước dài chân trái ra sau, mũi chân trái chống xuống sàn, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Hạ đầu gối sau, úp bàn chân sau, đặt hai tay lên đầu gối phía trước, giữ cho đầu gối trước của bạn vuông góc. Hít sâu, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên.
Tự ra rạp, hai tay xuống sàn, nâng đầu gối, bước chân trước ra sau, đẩy hông cao lên trời, chỗ úp mặt. Vươn dài, người về trước, động tác plank. Hạ đầu gối, bụng, ngực, cầm xuống sàn. Mở lồng ngực, vươn lên, động tác rắn hổ mang. Nhón mũi chân và đẩy thẳng người ra sau, động tác đao đó. Hít vào, đà chân trái của bạn cao lên, rồi bước chân trái dài lên giữa hai tay. Hạ đầu gối sâu xuống sàn, úp bàn chân sâu xuống, thả lỏng vai ra một chút, lắc lư nhẹ hai vai. Hít vào, vươn hai tay đặt lên đầu gối, đẩy người ra sau. Hít, rướn hai tay lên trời, dạng dài người lên. Thở ra rạp, hai tay xuống cạnh chân, nâng đầu gối sau. Bước chân trước ra sau, động tác chỗ úp mạch, đẩy dài người ra sau. Vươn người về trước, plank. Hạ đầu gối, hạ bụng, ngực, cầm xuống sàn, úp chặt thân sau. Uốn lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, động tác rắn hổ mang. Nhón mũi chân, đẩy dài ra sau, động tác đào đó. Nhìn về trước, khuỵu nhẹ hai gối, bước hai chân lên đầu thảm trở lại, rạp dài người xuống, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên lưng song song mặt đất, thở ra rạp xuống sàn. Vươn hai tay lên luôn, hít, rướn dài người dãn lưng lên. Và thở ra hai tay chắp trước lồng ngực trở lại. Bây giờ mình sẽ tập chuỗi động tác này thành hai lần. Bên phải và bên trái, chúng ta sẽ tập nhanh hơn. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên. Thở ra rạp sâu về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song mặt đất. Thở ra rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau, hạ đầu gối chân phải xuống sàn. Hít, hai tay vươn lên trời, rướn dài người lên. Thở ra rạp về trước, hai tay bên chân, nâng đầu gối sau, bước chân trước ra sau, đẩy hông lên trời đao đó. Vươn về trước, plank pose, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm. Mở rộng lồng ngực, hít vào, cobra. Nhón mũi chân, đẩy ra sau, đao đó trở lại. Tiếp tục đá chân phải cao lên trời. Bước dài chân phải lên giữa hai tay, nhìn về trước. Đầu gối sau, hạ dưới sàn. Hít vào, vươn thẳng hai tay lên trời, rướn dài người, kéo căng hai tay lên. Thở ra rạp hai tay xuống sàn, đưa chân trước ra sau, đẩy hông cao lên, động tác đao đó. Vươn dài về trước, plank pose. Hạ đầu gối, bụng, ngực cầm dưới sàn. Ép thân sau, mở lồng ngực, hít vươn lên, cobra. Nhón mũi chân, đẩy người ra sau, đao đó. Khuỵu nhẹ hai đầu gối nhìn về trước, bước hai chân lên đầu thảm, rạp xuống, thở ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài, người lên luôn. Thở ra hai tay chắp trước ngực. Bây giờ sẽ là bên trái. Hít, hai tay vươn, rướn dài, người lên. Thở ra rạp hai tay xuống sàn, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn về trước. Thở ra rạp xuống, bước chân trái ra sau, mũi chân trái chống xuống sàn, ngẩng mặt nhìn thẳng về trước. Hạ đầu gối trái, úp bàn chân trái, vươn hai tay lên trời, hít sâu. Thở ra rạp hai tay xuống sàn, nâng đầu gối sau, nhón mũi chân sau, đưa chân trước ra sau, đẩy đao hông lên trời, động tác đao đó. Vươn về trước, plank pose, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, úp chặt thân sau. Mở lồng ngực nhìn lên, cobra, nhón mũi chân, đẩy ra sau, đao đó trở lại. Đá chân trái cao lên trời, bước dài chân trái lên giữa hai tay, ngẩng mặt nhìn về trước. Hạ đầu gối sau, úp chân sau, hít vào, hai tay vươn, rướn dài, người lên trời. Thở ra, hạ hai tay xuống chân, nhón mũi chân, nâng đầu gối sau, bước chân trước ra sau, đẩy hông lên, đao đó. Vươn người về trước, tư thế plank, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm xuống sàn. Mở rộng lồng ngực, nhìn lên, cobra.
nhón mũi chân và đẩy dài ra sau, động tác đau đó trở lại. Lắc nhẹ hông bên phải bên trái, giãn dài người ra sau. Rồi nhẹ nhàng hạ hai đầu gối xuống sàn, lùi mông bạn ngồi lên gót chân, thả lỏng trong tư thế em bé. Cảm ơn bạn đã tập cùng Yogi Travel VN. Nhớ like, subscribe và chia sẻ video cho mình nha. Chúc bạn tập vui.